Vâng, mến chào toàn thể các bác và anh em nhé. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên em đã có lên sóng báo hàng về với lô loa DK Dragon King Bass 25, dòng loa bãi xịn, thương hiệu đến từ Anh Quốc. Trong clip ấy thì bên em đã giới thiệu rất rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, cũng như là giới thiệu về nội thất, về phân tần cũng như cấu tạo bát chép rất là kỹ càng và tỉ mỉ cho các bác và anh em. Và ngay sau đây thì với yêu cầu của một số bác và anh em sẽ test chất lượng âm thanh để gửi đến toàn thể mọi người yêu mến kênh của Hiếu Meo Đô. Trước tiên thì em sẽ test với một ca khúc ca nhạc gửi đến toàn thể các bác và anh em cùng tham khảo. Thứ hai, em sẽ nhờ một anh em bên Hiếu Meo Đô test thử chất âm karaoke để các bác cùng thẩm âm và đánh giá. Theo như nhận xét của em thì với đôi loa chất lượng như này thì giá cả cực kỳ xứng đáng, phải nói là hay vượt tầm tiền của em nhé. Thì ngay sau đây em xin phép được test một ca khúc đây, một ca khúc của ca sĩ Duy Khánh, mời các bác và em cùng nghe nhé. Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền quê dương ruộng hoang nước mặn đồng chua, thôn xóm tôi sống đời dần vừa nhìn thấy đây. Trên màn ảnh nhỏ thì em đấu trực tiếp một cục đẩy công suất và một đôi loa DK Dragon King Bass 25 đồng trục, tín hiệu đi thẳng từ vô tuyến xuống, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào khác các bác và anh em nhé. Và ngay sau đây thì em xin phép nhờ anh Tươi sẽ test thử các bác và anh em một đoạn ca khúc karaoke để các bác em cùng tham khảo. Xin mời các bác và anh em. Mến thưa các bác, mến thưa anh em, sau đây em xin phép được test chất âm của đôi loa DK Bass 25 đồng trục. Em xin nhờ anh chơi giúp em đến từ 1 đến 6 để các bác nghe chất âm của đôi loa này nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đây
Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên.